Kim. Chuyện lần trước tôi nói với cô, sao cô không trả lời tôi hả? Thật ra sau khi quay về tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thấy rất hưng phấn. Chỉ là tôi thấy vẫn còn chưa hạ quyết tâm, vì có lẽ quá lâu rồi không làm chương trình. Tôi cũng đoán được mà, cho nên chỉ phải để tôi đẩy cô từ phía sau. Hôm nay hẹn cô ra đây để gặp nhà đầu tư, đừng căng thẳng ha. Là đàn em của tôi, bây giờ cô ấy đang làm giám đốc phòng đầu tư của tập đoàn văn hóa nghệ thuật Thượng Hải, tên cô ấy là Cao Na. Lần trước tôi có nhắc tới suy nghĩ của cô về chương trình khởi nghiệp của thế hệ 9X, cô ấy cũng rất có hứng thú, cho nên tôi đã bạo gan không nói trước với cô, hẹn gặp hai người ở đây được không hả? Chào anh. Tới rồi hả? Chào anh, đã lâu không gặp. Đồng nghiệp cũ của anh Trần Khai Phóng, còn đây là đàn em của tôi Cao Na, nhà đầu tư. Chào cô. Rất hân hạnh. Nè anh bạn, cho thêm ly trà, cảm ơn. Cô uống trà được không? Được chứ, cảm ơn. Lúc nãy anh Dịch nói giới thiệu một nhà đầu tư cho tôi, yes, không ngờ cô còn trẻ như vậy đó. Quá khen rồi, so mấy bạn 9X, 10X thì tôi coi như đã già rồi. Em là người già thì anh sao đây? Quên là anh ở đây, anh mãi mãi là đàn anh của em. Thật lòng phải cảm ơn anh đã giới thiệu. Lần trước anh có nhắc tới cô và Weibo của cô. Tôi cũng có làm một cuộc điều tra số liệu nho nhỏ. Tôi đã coi qua một số bài viết trên mạng, tôi thấy bình luận của cô rất thú vị, góc độ cũng rất là sắc bén. Lâu lắm rồi tôi không có làm chương trình, tôi thấy bản thân lạc hậu lắm rồi. Cô khiêm tốn quá, chương trình của cô hướng tới thế hệ 9X và 10X. Tôi cảm thấy họ là một thế hệ rất thú vị, vừa là chủ lực tiêu dùng lại vừa có kiến thức riêng, đặc biệt là 9X khởi nghiệp. Về góc độ này, rất ít người đề cập tới. Tôi thấy dự án này đối với tôi mà nói rất có sức hút. Tôi tin là giám đốc Dịch cũng đã giới thiệu với cô tình hình gần đây của tôi. Mặc dù tôi xuất thân từ mảng thời sự, nhưng mà gần đây tôi lái xe riêng. Chuyện này tôi chưa nói với cổ. Không sao hết, nhờ vào công việc lái xe, đúng là tôi đã thay đổi không ít, cũng gặp được không ít người, không ít việc. Dùng góc độ khác nhìn nhận xã hội này, nhìn vào thời đại ngày nay, tôi phát hiện giới trẻ bây giờ hoàn toàn khác xa với thời của chúng ta. Họ rất là tự tin, rất độc lập. Đây cũng là điều thúc đẩy tôi, cho nên tôi cho rằng nếu làm một chương trình như vậy sẽ có rất nhiều người hứng thú. Đúng vậy, giống như cô nói, thanh niên giờ tự tin độc lập, so với chúng ta ngày trước họ hoàn toàn khác xa. Những người làm chương trình xuất phát từ góc nhìn này rất ít, dự án tương tự như vậy cũng rất ít. Cho nên là nhà đầu tư, mấy chuyện như kiểm soát rủi ro cũng rất là quan trọng đối với tôi. Mặc dù tôi đánh giá cao dự án này, nhưng mức đầu tư ban đầu của tôi có lẽ không quá lớn. Tất nhiên, vì coi trọng dự án này mà bản thân cô cũng như sự giới thiệu của đàn anh, tôi tiếp tục theo dõi. Thông qua phản hồi của thị trường và đánh giá tổng hợp, nếu biểu hiện cuối cùng càng ngày càng tốt, tất nhiên tôi sẽ tăng vốn đầu tư. Tôi cũng mong rằng trong điều kiện và thời cơ như vậy, làm một dự án thật tốt, thật lớn, nói không chừng chúng ta có thể làm gì đó rất khác biệt. Thật không ngờ một nhà đầu tư như cô lại cởi mở như vậy đó. Cảm ơn. Nhưng mà cô có đồng đội không? Tôi vừa nói em cởi mở mà. Nè anh à, hiện giờ tôi chỉ có một mình thôi. Là như vậy, về chuyện đội ngũ anh có thể giúp đỡ bổ sung tài liệu sau. Trước hết, thứ nhất, theo như đánh giá trước giờ của anh thì khi cổ là nhà sản xuất rất có năng lực lãnh đạo. Thứ hai, dựa vào kinh nghiệm làm việc nhiều năm giữa tụi anh đã từng cộng tác làm chương trình, đặc biệt nhân dịp Tết 5 năm. Thật ra lúc đó chính là cổ đã dẫn dắt đội ngũ gặm miếng xương khó khăn nhất trong tất cả. Nên anh thấy em chỉ cần cho cổ thời gian, cổ nhất định sẽ có thể tìm được người thích hợp, tạo nên một đội ngũ thật vững mạnh cho em. Thật không ngờ cô đúng là giỏi thiệt. Đâu có chuyện đó, đều là đội ngũ hợp tác làm việc với nhau thôi. Chuyện này không phải công lao của mình tôi. Nhưng cũng phải có lãnh đạo chứ, đúng không? Nếu như cô tự tin như vậy, vậy tôi cũng không ngại nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Thật ra trước khi tôi tới đây, tôi cũng có tìm hiểu qua tình hình, nên tôi có đem một số tài liệu tới đây, mong là hai người coi qua. Chủ yếu là dựa vào nội dung đầu tư lần này của chúng ta, với phương hướng sau này và tình hình kinh doanh của dự án trong tương lai, đưa ra một số dự đoán và phân tích. Cô coi đi, chúng ta sẽ trao đổi sau. Tôi sẽ về nhà nghiên cứu thật kỹ nha. Được rồi. Được, nào, chúc cho chúng ta hợp tác thành công. Cảm ơn anh đã giới thiệu, hôm nay gặp mặt thành công, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Làm gì đó sao y như ăn trộm vậy? Ôi sắp đói chết rồi, không có gì ăn luôn á. Con còn hỏi ba mẹ nữa, sao con không mua? Sao con biết được? Con đừng có uống coca mà lạnh đó. Không sao đâu. Con trai, mẹ về rồi đây. Mẹ đem đồ ăn ngon cho con đây. Thơm lừng luôn nè. Ây cha, Dịch quay. Về đúng lúc quá, con sắp chết đói rồi. Rửa tay rồi ăn nha. Ừ?
Ba ăn không? Vũ đi nước ngoài sao rồi? Vẫn vậy thôi. Con chọn những trường nào rồi? Sao tự nhiên ba hỏi chuyện này? Ba là ba con. Thì cũng chỉ có mấy trường đó. Con nói với mẹ rồi, đăng ký một hai trường, tiết kiệm tiền. Chứ nếu không á, học phí cao lắm. Chuyện của bản thân con nhất định phải nghĩ cho kỹ. Ba mẹ không thể ở bên cạnh con hoài được, rồi sẽ có ngày con phải tự mình đối mặt. Nhưng con cũng đừng tự đặt áp lực lớn quá, có biết không? Phật nói vạn sự tùy duyên, phiền não ắt đi. Trời ơi, có ai trù ẻo con mình như ba không? Mà sao hôm nay ba nói chuyện lạ quắc vậy? Nè. Mẹ ơi. Đang nấu cơm hả? Ba ơi, ăn cơm thôi. Wow. Con yêu. Cả bàn đầy thức ăn, cũng nhiều dữ ha. Đừng thấy con mặc tạp về như vậy, chắc chắn không phải con làm. Ba à? Nè, tay nghề cũng khá hả? À, dạ, đang chờ chú kiểm duyệt đó. Tóm lại nhìn cũng bắt mắt. Mà ăn cơm thôi ba. Thịnh soạn như vậy là ngày gì vậy? À, con có một tin vui muốn tuyên bố. Vui cỡ nào? Tim của ba con chịu nổi không? Ba, con gái ba phát đạt rồi. Có một nhà đầu tư cho con một phòng làm video. Nó chuyên quay về những câu chuyện xung quanh việc lập nghiệp của thanh niên. Con gái ba đã chính thức gia nhập đội quân lập nghiệp rồi đó. Vậy thì cô thuộc về đơn vị nào hả? Lập nghiệp đó tức là tự mình làm thuê cho mình. Nó không thuộc về đơn vị nào hết. Vậy là hộ tư nhân rồi hả? Bà nói con nghe, hộ tư nhân là thiếu ổn định nhất đó. Con lái taxi không phải vẫn tốt hơn sao? Sao lại phải chật vật nữa rồi? Sao lại chật vật chứ? Ba thay đổi chóng mặt luôn đó. Trước kia người không cho con lái taxi là ba, bây giờ kêu con lái taxi cũng là ba. Trước kia cũng là sợ con không ổn định, nhưng con không dễ dàng được làm tài xế taxi rồi. Sao nó đổi là đổi được chứ? Thật sự không hiểu nổi thanh niên các con rốt cuộc suy nghĩ cái gì nữa. Chú à, mấy chuyện ổn định này cũng phải coi lại chính mình. Tài xế biển vàng không phải cũng do khai phóng từng bước mà có được hay sao? Hơn nữa bây giờ phòng sản xuất video này cũng là việc mà khai phóng hiểu rất rõ. Chuyện này cũng không khó. Phải rồi đó ba, không đáng sợ vậy đâu. Còn đó, toàn là do không biết chữ sợ viết như thế nào. Con cũng không nghĩ coi tại sao người ta đầu tư cho con. Không lẽ vì muốn cho con tiền chắc? Đó là để con kiếm tiền cho họ thôi. Con quay mấy thứ dớ dẫn đó có thể kiếm được tiền hay sao? Thôi đi, không nói với ba nữa. Đằng nào ba cũng không hiểu. Con không nói với ba, ba cũng phải nói với con. Nghiệp vụ ở đài truyền hình của con khá tốt, ai cũng khen. Nhưng chỉ có nghiệp vụ tốt là chưa đủ. Con còn phải biết quản lý, con biết không hả? Trước đây mấy nhân viên kỹ thuật cấp cao ở xưởng của ba, nghiệp vụ đều thuộc top đầu hết đó. Về sau lên làm lãnh đạo, làm việc lại lơ mơ không ra gì. Cũng vì không biết quản lý thôi. Ba có thể đừng lật lại mấy cuốn lịch cũ đó không? Được, chúng ta không lật mấy cái vụ đó nữa. Chúng ta có thể nói về việc kinh doanh hiện tại đi. Còn coi, tên nhóc Nghiêm Nghiêm đó, có ai sáng suốt hơn nó không? Kết quả ra sao hả? Chẳng phải vẫn thất bại đó sao? Còn đó, con đừng suy nghĩ lung tung nữa. Có cuộc sống ổn định thì được rồi, đúng không? Ở đài truyền hình làm cho con kiệt sức, khiến cho gia đình này loạn cào cào lên hết. Con cứ không tiếp thu bài học. Khai phóng. Ba, giờ con đã quyết định rồi. Hôm nay con nói với ba, không phải để thương lượng với ba. Con chỉ báo với ba thôi. Đâu phải con chưa từng chịu khổ đâu. Rồi có ngày tha hồ mà khóc. À thôi, bây giờ chúng ta đừng vội sốt ruột. Chuyện này cứ thương lượng lại dần dần thôi. Không có gì phải thương lượng hết đó. Ba. Con mau uống sữa đi nè. Lúc nãy thái độ con... của ba không. Thật ra ba chỉ lo cho con. Con từng tuổi này rồi, không bon chen nổi nữa đâu. Coi ba nói kìa, con đâu có già tới nỗi không bon chen nổi chứ. Cái con nhỏ này, vết thương lành rồi thì quên đâu. Ngày trước ở đài truyền hình phải thức khuya dậy sớm làm việc. Đúng, nghiệp vụ thì có tiến bộ, nhưng gia đình mất rồi. Con bây giờ cùng với tiểu tư ở bên nhau khá ổn, con phải biết trân trọng. Hai đứa con cũng ở bên nhau khá lâu rồi, có phải cũng nên bàn bạc chuyện khi nào kết hôn không?
tụi con không kết hôn nhanh vậy đâu ba. Ơi, hồi nãy lúc ăn cơm có mặt tư vấn cừ, ba cũng không tiện nói thẳng ra. Còn đó, cứ không chịu hiểu mà. Con hiểu chứ. Con thừa nhận trước kia con ly hôn cũng có liên quan tới chuyện con bận rộn không lo cho gia đình, nhưng đó không phải nguyên nhân chính. Hơn nữa, tình cảm giữa con và tư vấn cừ rất tốt mà. Ảnh rất hiểu con, rất ủng hộ con. Tụi con rất ủng hộ đối phương phát triển sự nghiệp. Con tin trong tương lai nhất định sẽ lo được cho gia đình. Lo như thế nào? Để khi con tới độ tuổi của ba rồi, con mới hiểu được. Không có thứ gì quan trọng hơn gia đình hết trơn đó. Con đừng có suốt ngày vô tâm như vậy, bắt ba con phải lo lắng cho con có được hay không. Những người làm cha làm mẹ vốn dĩ không quan tâm sự nghiệp của các con lớn như thế nào, thành đạt như thế nào. Ba mẹ chỉ quan tâm con có được khỏe mạnh hay là không, gia đình hòa thuận hay không thôi. Con biết rồi ba. Chỉ cần ba thật mạnh khỏe là được rồi. Tóm lại ba đã nói hết những gì cần nói rồi. Con tự mình suy nghĩ lại đi. Ba, ba cũng uống sữa đi, bổ sung canxi đó. Con tự uống đi. Ba, cái công ty con ứng tuyển hôm nay á, con vừa ra khỏi thang máy đã hết hồn luôn. Một biển người xếp hàng từ cửa thang máy cho tới tận phòng họp ứng tuyển. Một biển người đều ứng tuyển chức vụ đó. Cuối cùng á, họ đã lựa chọn con. Bởi vì con có tài năng. Phải rồi, tại sao con lại từ bỏ công việc trước đó không làm? Chính là gì? Con thấy nó không có đất dụng võ, cái chức đó nhỏ quá đi mà. Mặc dù đãi ngộ cũng tốt nhưng mà không muốn làm. Nên nhảy việc hả? Nhưng thật ra cái chỗ con đang ở bây giờ nó quá nhỏ đi, không đủ để trở mình. Ba không biết rồi. Căn nhà này con tìm hoài mới được đó. Con đang làm phóng viên mà. Tương lai làm MC con phải thị sát dân tình chứ. Con phải hòa nhập với bọn họ nữa. Đúng, tìm hiểu văn hóa đều là tư liệu con dùng trong tương lai, đúng không? Đúng. Trải nghiệm cuộc sống phải không? Ê, ăn nhiều chút đi. Lâu lắm rồi không ăn thịt có phải không? Ba ơi, con nói thiệt nha, tại ba đang ngồi đây nên con không dám giảm béo trước mặt ba, chứ ăn thịt mập lắm á. Tự dưng giảm gì chứ? Bắt buộc phải ốm, con gái là phải ốm. Ốm mới tìm được bạn trai chứ ba. Tất cả đều tùy thuộc vào duyên phận, ốm mập cái gì chứ? Còn đó, ở Bắc Kinh đúng là cực khổ về tất cả mọi mặt, phải không? Cũng thảm thật đó. Ba ơi, con không có thảm. Nhiều người tìm việc còn thảm hơn con nhiều. Con rất ổn mà. Coi liệu mà dùng. Mật khẩu là sinh nhật của con đó. Chuyện này ba không nói cho mẹ con biết đâu. Nhưng lúc còn trẻ cứ xông pha đi. Ba tin con gái của ba sẽ không sống trong ngõ hẻm nhỏ đó suốt cả đời đâu. Ba, con chỉ không muốn làm cho ba mẹ lo. Vì cũng không thể gạt ba mẹ được. Con thật sự thảm lắm đó. Ba đừng có kể cho mẹ nghe nha. Không ổn thì về đi. Không về được. Ước mơ của con vẫn chưa thực hiện. Nhưng lúc còn trẻ cứ xông pha, ba ủng hộ con. Ba để ở đây nha. Ba, ba ăn thịt đi.
Ăn thôi, ăn thôi. Tôi đã nghe bài hát của cô cậu gần đây, cảm thấy rất hay. Cảm ơn thầy Dương. Cảm ơn anh Dương. Mong anh có thể dẫn dắt tụi em nhiều hơn nữa. Nói thật lòng, với tư cách ca sĩ kiêm nhạc sĩ, điều kiện của cô cậu thật sự rất tốt. Cậu coi nè, hình tượng cũng rất là tốt. Hơn nữa, ở đây đang ở độ tuổi thích hợp, cho nên công ty chúng tôi hiện đang chuẩn bị lập một kế hoạch đóng gói toàn diện cho hai người. Chúng tôi sẽ đăng hai ca khúc single để khởi động. Cơ hội hiếm có đó. Em thấy hưng phấn quá, tụi em nhất định sẽ cố gắng. Với lại báo cho cô cậu tin tốt đi, bây giờ công ty chúng tôi đang chuẩn bị phát triển ngành điện ảnh, nên tôi thấy hai người chỉ cần nỗ lực không tới mấy năm nữa, hai người nhất định sẽ trở thành những ngôi sao hàng đầu trong ba lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh, truyền hình. Sao? Tụi em nhất định sẽ cố gắng. Nào, bây giờ chúng ta nói về hai ca khúc single đó đi. À đúng rồi, bài hát trước đây của cô cậu là tự viết à? Là tụi em viết. À hay là vậy, vậy hai ca khúc single tiếp theo cậu cứ tự viết đi. Nói thật lòng á, ca khúc của hai người thu âm trước đó thật sự quá sơ sài. Lần sau sẽ phân cho hai người một đội ngũ tốt, những người chuyên nghiệp nhất, ok? Nè, anh ấy không có vẻ gì là bệnh ngôi sao, không giống nhà sản xuất nổi tiếng, còn chịu cho chúng ta cơ hội nữa. Chúng ta phải chuẩn bị hai ca khúc này thật tốt, nói không chừng mình có thể lập nhóm, sau này sẽ cùng nhau tham gia thi giọng hát hay, cùng nhau ra album, cùng mở đại nhạc hội, làm gì cũng làm với nhau. Nhỏ tiếng thôi. Vậy chúng ta có thể hát chung sân khấu rồi. Trời ơi, chắc hạnh phúc lắm đi. Cô ngốc này, em chính là hạnh phúc của anh. Nè, đúng rồi, cái studio làm clip đó. Giờ tới đâu rồi? Có nhiều lúc em nghĩ rằng, nếu em vẫn còn là cô bé 20 tuổi, lúc đó chắc chắn em nói là làm ngay, không hề do dự. Nhưng bây giờ đã khác nhiều, lớn tuổi rồi, phải lo cân nhắc đủ thứ hết. Không phải vậy đâu. Thật ra thì anh thấy em luôn phải suy nghĩ cho Lạc Lạc và chú Chân nên mới vậy. Khai Phóng à, thật sự em rất có tài, em nên làm việc mà mình cảm thấy thích làm, vì cơ hội lần này rất hiếm có. Nhưng Lạc Lạc phải làm sao, nó vẫn còn nhỏ, hơn nữa ba em cũng lớn tuổi rồi. Có anh đây mà. Em nhìn đi, bây giờ anh đang học tập mỗi ngày. Anh suy nghĩ kỹ rồi. Nếu như em thật sự mở công ty lập nghiệp thì anh không bay nữa, anh sẽ có rất nhiều thời gian. Anh có thể dành hết thời gian cho hai ông cháu rất nhanh, sẽ xử lý xong một già một trẻ nhà em ngay. Biểu hiện tốt quá vậy lúc hả? Lúc đầu chắc chắn cũng không ổn, anh cũng không biết lo cho con nít. Trước đây trong khoang máy bay không thể nhìn thấy trẻ con, đặc biệt là trẻ vừa khóc vừa quậy thì đầu anh sẽ đau như búa bổ. Sau đó lớn tuổi hơn một chút, anh đã có thể chấp nhận và khoan dung nhiều hơn rồi. Nhưng bây giờ thì đã khác hẳn hoàn toàn. Bây giờ anh đã đầy đủ tâm lý để làm ông bố bỉm sữa cao cấp rồi. Bà bỉm sữa cao cấp? Anh đang mơ đó hả? Ai phê chuẩn đâu? Chuyện này anh còn phải được phê chuẩn sao? Lộn xộn hết rồi này. Vậy anh xin phép. Tiêu Tinh và Khai Phóng không để chúng ta yên tâm. Anh còn ăn được hay sao? Hoàn toàn là hai người. Tiêu Tinh cứ khiến người khác tức giận, Khai Phóng hiểu chuyện, ít nhất có thể kiếm tiền nuôi bản thân mình. Hơn nữa chuyện ăn không bao giờ có thể dừng lại được, sức khỏe là quan trọng nhất. Hèn chi mà anh Toàn phát triển bề ngang thui à. Chính là vì tim lớn đó. Tim lớn? Tìm lần tới mấy cũng không quên được mấy chuyện có lỗi với anh Âu Dương. Mấy chuyện trước đây chỉ còn anh nhớ thôi. Anh nói coi, lúc đó chúng ta chẳng có bao nhiêu tiền. Tới giờ cũng không có tiền trả cho Nghiêm Nghiêm. Đúng là đồ phá gia. Tới liền đi. Trời ơi, cũng náo nhiệt dữ ha. Tới liền. Ủa? Dạ chào chú. Sao cậu tới đây vậy? Dạ con đi mua quà cho Lạc Lạc, thuận đường đem qua đây. Còn đặc biệt chạy tới nữa chứ. Ồ, mang vô đi, không cần thay dài, không cần thay dài. Lát nữa tôi sẽ quét nhà. Qua ngồi đi. Nè, đây là ba của Tiêu Tinh. Chú Giải Phóng. Dạ con chào chú Giải Phóng. Tư Vấn Cừ. Hân hạnh quá. Con chào chú Giải Phóng. Con nghe qua đại cơ trưởng. Chưa đi máy bay cậu lái bao giờ. Sẽ có cơ hội thôi mà, sẽ có thôi. Lạc Lạc, con nhìn nè, cậu chú mua gì cho con đây?
ha. Đồ chơi. Cậu tốt với Lạc Lạc quá. Trên này còn nữa, để hết lên ha. Có thích không? Dạ thích. Đồ chơi giờ công nhận làm đẹp ghê á. Chú quay cho cháu một clip ngắn nha. Sao trên đầu mọc cái gì nữa vậy? Hay quá vậy ta. Cái này vui lắm. Để tôi thử coi nha. Cái này vui. Tôi nói nè tiểu tư, tôi biết là hôm nay cậu tới là có lý do. Vậy hai người cứ nói chuyện đi. Nhóc con, ông đưa con lên lầu coi hoạt hình nha con. Ê đi con. Đi coi hoạt hình với ông ngang. Rồi lên đây lên đây. Hai người cứ nói chuyện thoải mái đi. Đợi sau này tôi đi máy bay cậu lái. Nha. Đi nghe con gái. Tiểu tư à, cậu không cần làm thuyết khách giúp khai phóng đâu. Tôi phản đối nó mở cái studio làm clip gì đó. Cậu nói coi, đâu có dễ làm nên sự nghiệp như vậy đâu. Dạ đúng, chú nói thật sự rất đúng. Mở công ty rất khó, nhưng mà chuyện này cũng là nghề cũ của Khai Phóng mà đúng không? Hơn nữa cậu thích làm công việc này, trong công việc này cậu sẽ cảm thấy rất vui vẻ và nhiệt tình nữa. Vậy chúng ta ủng hộ cô đi. Nếu như không được thì đổi công việc khác. Không phải, công việc kiểu này của nó cứ làm việc thâu đêm, nếu như thành công dùng sức khỏe để đánh đổi đó. Theo tôi nghĩ thà rằng không cần sự thành công đó, đúng không? Tôi thì cũng muốn cậu và Khai Phóng sẽ có kết quả tốt. Nhưng mà nếu như một người phụ nữ cứ suốt ngày bận bịu với công việc, tình cảm của hai đứa sẽ ảnh hưởng thôi. Chú ơi, chuyện này chú cứ yên tâm. Con sẽ canh chừng bắt cậu nghỉ ngơi. Mọi thứ đều phải xây dựng trên tiền đề nghỉ ngơi đúng mực. Còn tình cảm của tụi con thì chỉ cần chú có tự tin, tụi con chắc chắn sẽ không có vấn đề. Với lại con ngoài ủng hộ mấy chuyện này, chỉ cần con nghỉ phép nấu ăn, chăm sóc con đều giao cho con. Cậu là một cơ trưởng mà suốt ngày dây quanh bếp núc với trẻ nhỏ, đồn ra ngoài sẽ thành trò cười đó. Chỉ cần tụi con sống thật tốt, người ngoài nhìn nhận như thế nào con cũng kệ. Tôi biết rằng cậu có ý tốt. Chính vì như vậy tôi không thể để mặc cho Khai Phóng làm gì thì làm. Alo. Alo, Xuân Nê hả? Thật ra... Sao vậy? Anh cảm thấy đoạn nhạc mà anh viết vẫn không được hay cho lắm. Không sao đâu, anh cứ sửa tiếp đi, đừng nản lòng ha. Anh nghĩ hay là em viết ca khúc này đi. Anh thật sự không có sở trường viết lời. Làm gì có chuyện sở trường hay không chứ, chỉ là anh không tự tin thôi. Anh biết chứ, nhưng anh thật sự không có cảm hứng. Xuân Nê, em biết bài hát này quan trọng với chúng ta thế nào không? Vậy để em viết giùm anh ha. Thật hả? Vậy tốt quá rồi Xuân Nê. Vậy thì cảm ơn em nha. Không có gì mà, anh đã nói rồi, đây là chuyện của hai chúng ta mà. Xuân Nê. Sao vậy? Anh rất nhớ em. Em cũng nhớ anh nữa. Thôi được rồi, em phải viết lời đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Quán ăn Thạch Thảo, lẩu dưỡng sinh tốt cho sức khỏe. Tiệm đã đóng cửa. Đi tới đây rồi. Em cố tình qua đây coi thử hả? Phía trước có một quán gà nướng, tiện đường mua ít gà nướng cho ba em. Anh biết trong lòng của em vẫn còn nhớ bà xã. Ba người bọn em từ nhỏ đã không dễ dàng bên nhau, tuyệt đối đừng vì tiền mà tổn thương tình cảm ha. Tiêu Tinh, đồ diễn của em đâu? Không phải nói là em lo chuẩn bị trước, hôm nay nhất định phải mặc đồ diễn sao? Em như vậy làm sao lên sân khấu biểu diễn được đi. Tiêu Tinh,
tin cậu làm sao vậy? Mình quên đem theo đồ biểu diễn rồi. Tối hôm qua mình đã ủi sẵn và treo lên móc luôn rồi, nhưng sáng nay quên đem theo. Vậy cậu khóc thì có ích gì chứ? Cậu mà khóc nữa thì cổ họng càng khàn hơn. Cậu quá trang trước đi, mình về lấy cho cậu. Không kịp đâu, còn hơn nửa tiếng là tới phiên mình diễn rồi. Không thử thì làm sao biết được. Khai Phóng, hả? Cậu định đi đâu? Tiêu Tinh quên đem theo đồ diễn, mình về lấy giúp cậu ấy. Nhưng chú Tiêu và cô Quế Lan hôm nay cùng với ba mẹ mình ra ngoài thành có công chuyện rồi, nhà không có người sao lấy. Vậy phải làm sao? Hay như vậy đi, cậu đi với mình. Hả? Sao? Ôi trời, ở trên đó đó. Im đi, coi chừng thầy cô kìa. Ê, tìm được rồi. Khai Phóng, cậu không sao chứ? Mau đứng dậy đi. Ở trong phòng đó. Mau cầm lấy đi. Vậy cậu làm đi, sao đi, đây? Đợi không kịp đâu, cậu mau đi trước đi. Đi nhanh lên. Đừng chạy, đứng lại. Còn to gan thật đó, dám vào trộm đồ nữa chứ. Đi, lên phòng giáo vụ với tôi. Lâm Nhụy Nhụy, lát nữa em thay Tiêu Tinh đứng ở vị trí hát chính, em nhớ chưa? Lâm Nhụy Nhụy, cơ hội lần này cực kỳ hiếm có, em phải thể hiện cho tốt, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất gì. Bây giờ chúng ta tranh thủ thời gian thử lại một lần nha. Lâm Nhụy Nhụy à, em quá. Tiêu Tinh, cậu mau theo mình. Nè. Được rồi, các em tập trung vào. Hay, cậu làm gì vậy? Không thấy mình lấy đồ cho cậu sao? Mau mở ra coi đi. Cổ áo sao lại là của Nam? Đồ Nam hả? Thôi kệ đi, quan tâm làm gì. Cô ơi, cô cho bạn Tiêu Tinh lên đi. Nhưng em coi đi, cổ áo của em ấy không có giống với mọi người. Cô ơi, cho Tiêu Tinh lên diễn đi. Được rồi, cô cho em lên đó. Nhưng mà em nhất định phải thể hiện cho tốt vào. Hay quá đi. Được rồi các em, chúng ta nhất định phải giành được giải tốt nhất, được không? Cố lên. Cố lên. Cậu coi, hai cậu thể chui vô lưới làm gì? Thì cũng đâu thể để cậu nghe chửi một mình. Đều tại mình không tốt, liên lụy tới các cậu. Đừng nói như vậy, ai kêu chúng ta là bạn tốt của nhau chứ. Hơn nữa lần này cậu hát cực kỳ hay, mình mừng cho cậu còn không kịp nữa. Nghiêm Nghiêm mà, cậu sao vậy? Không hiểu nổi sao ba đứa phạm tội mà chỉ có một mình bị chửi thôi. Vì cậu là con trai mà. Vậy sau này mình không chơi với hai cậu nữa? Không được. Tại sao? Bia đỡ đạn trời sinh này mình không cho cậu đi đâu nha. Phải đó, mau đi nhanh lên. Không muốn đi. Còn nguồn của nhà nào không? Chờ chút nha anh Tư. Anh Tư à, anh coi đi, bên tôi vừa mới xuất hiện một nguồn nhà mới cực kỳ phù hợp với yêu cầu của anh. Anh coi nè, đây là hiệu ứng thực tế giả lập của ngôi nhà này, đều là hình thật. Anh coi căn này đi, vuông vức rộng sang, cực kỳ phù hợp với sử dụng làm văn phòng loại nhỏ. Nè, tôi muốn ngăn ở đây thành một khu văn phòng, có được không? Anh coi ha, trên hình đều có kích thước, anh có thể thử ngăn ra coi hiệu ứng như thế nào. Nếu như tôi quyết định thì thủ tục làm sẽ mất bao lâu? Nếu như mọi chuyện thuận lợi thì trong vòng một ngày là có thể xong rồi. Anh có thể trực tiếp coi trong giao dịch của tôi có tiến độ trên thực tế luôn. Được, tôi suy nghĩ đã, quyết định xong tôi sẽ nhắn cho anh liền, cảm ơn nha. Được rồi, đi thông thả. Ừ.
Em thấy căn nhà đó cũng khá tốt. Hay là giờ mình mau ký đi, chứ không người ta thuê mất đó. Nè, bà em đâu? Đi rồi hả? Đó, nhìn kìa, đã thay dép rồi, anh nhìn thấy chưa? Chắc chắn ra ngoài mua đồ ăn rồi. Nhưng mà em làm như vậy không nói chút một tiếng được không? Nói với bà, đợi ông ấy đồng ý, thức ăn cũng nguội hết rồi. Mấy chuyện này đối với bà thì phải tiền trảm hậu tấu. Được không đó? Có gì mà không được. Ông ấy là ba em hiểu ông ấy nhất đó. Từ nhỏ tới lớn, bất cứ chuyện gì cũng bác bỏ em trước. Không phải chuyện nào em cũng làm được hay sao? Vậy được, cứ làm vậy đi. Nếu lúc đó không được, lại thương lượng với chú ấy sau. Ừ, đối với ba là phải như vậy. Đối với tôi phải như thế nào? Ba không đi mua thức ăn sao? Nếu hai người cảm thấy trong nhà không có tôi, vậy thì muốn làm gì làm đi. Dạ chú ơi. Ba. Không phải em nói là không có nhà sao? Ây cha. Chú à, cà phê hợp với chú đây. Hợp với khí chất cao quý của chú đây. Cái này không được, cái này thuận bên chú. Uống cái này đi. Chỗ con cũng không có trà gì ngon. Con thật sự không cảm thấy có chuyện u sầu gì hay ạ. Mà đã tới nước này rồi con còn vui sao? Từ nhỏ con đã thích cười rồi. Con cứ thích thì cười thôi. Chú tới đây á là để thay Tiêu Tinh xin lỗi con. Con cũng đoán chú tới đây vì chuyện này. Không chê con thì thôi, chú xin lỗi cái gì? Không có phải, để chú nói con nghe. Làm người làm bạn làm ăn đều không thể như vậy. Nói không giữ lời, chuyện đã nói rồi quay đầu một cái là không nhận nữa. Còn để người ta trả tiền cho nó sao được chứ, đâu có được. Chú à, là như vậy, tụi con cùng nhau lớn lên, giống dĩ đi tới ngày hôm nay không dễ dàng. Hơn nữa trong kinh doanh thật sự Tiêu Tinh cho con rất nhiều ý kiến mang tính xây dựng. Con tài quá nên không nghe là do con không tôn trọng người ta trước. Xảy ra chuyện con là một người đàn ông thì con phải gánh vác. Chú đừng có để bụng ha. Phải, con đừng có nói chuyện làm ăn với chú. Nhưng mà chú biết làm người không thể làm vậy. Có chuyện thì mọi người cùng nhau gánh, không thể cụp đuôi chạy một mình. Còn lấy tiền lại nữa chứ. Con đừng nói gì hết. Chỗ của chú á, đây nè, đó. Đây là 200.000 tiền chú để dành. Bây giờ áp lực kinh tế của nó hơi lớn, gặp chuyện tiền bạc dễ hồ đồ. Đây coi như chú trả thay cho nó tiền chú, này con giữ đi. Chú tuyệt đối đừng có làm vậy nha. Sao con có thể lấy chứ? Con lấy tiền của chú, ba con không đánh chết con mới lạ. Con không nói à, làm sao ông biết? Dạ không. Không có phải, con nghe chú nói. Giống dĩ chuyện này tụi chú không có nói con nghe. Chính là chuyện rất lâu về trước. Lúc chú với ba con còn trẻ đó, chú đã làm chuyện có lỗi với ông ấy. Cả đời này lòng chú không có yên. Hơn nữa chú không muốn để đời này các con lại có chuyện như vậy. Con cứ cầm đi, coi như là chú trả cho dạ, nó. Dạ được rồi chú. Hai chú cháu mình giống dĩ ít gặp nhau, đừng có vừa gặp mặt đã vậy. Chuyện với chú với ba con coi như con không biết. Chúng ta cứ chấm dứt tại đây nha. Con muốn chú dùng biện pháp mạnh mới được. Dạ, đúng không? Chú hay vậy đi, để con quỳ xuống nha. Chú lấy lại thẻ đi, con xin chú trời mà lấy về cứ đi. Cứ như vậy, cứ như vậy hoài. Nè, của tôi đó. Anh nhìn coi, nhóc nghiêm nghiêm này, hiểu chuyện. Tôi càng thấy con Tiêu Tinh nhà mình xấu tính, làm mất mặt cái lão già này. Chuyện này cũng không thể trách Tiêu Tinh hết được. Nếu không phải khai phóng, lấy tiền đầu tư của tôi về, làm gì có chuyện sau này. Hai nhà đều đầu tư tiền, có một nhà không nói gì hết rồi lấy tiền về, ai mà chẳng tức giận được chứ. Đó là hai chuyện khác nhau. Tiền của anh là tiền dưỡng lão khai phóng, nó nói không sai. Lúc đó tôi đã cãi nhau một trận với khai phóng. Ai làm vậy được chứ. Tôi thấy anh cũng kỳ, suốt ngày cãi lộn với nó, con gái ruột của anh mà, cãi tới không ai nhường ai. Ôi trời ơi, đúng là hết chuyện này tới chuyện khác à. Ly hôn, nghỉ việc, làm tài xế, mới vừa ổn định cuộc sống lại một chút thì lại muốn làm video gì đó. Đáng giận nhất chính là nó còn đang chơi trò dương đông kích tây, tiền trảm hậu tấu 36 kế đều dùng hết với ba của nó kìa. Anh còn cười được sao? Đúng là hết thuốc chữa rồi. Nè, có phải là chúng ta quản con cái mình hơi nhiều rồi không? Khoảng thời gian trước tôi cũng nghĩ về vấn đề này. Anh coi, chúng ta hết lòng khuyên bảo tụi nó như vậy, không phải cũng vì muốn tốt cho chúng sao?
Sao chúng lại không thèm nhận tấm lòng này chứ? Theo tôi thấy, giờ chúng ta quản nhiều quá, ngược lại phiền thêm hơn nữa ngày càng rối. Anh thấy đúng không? Nói thì nói vậy thôi, nhưng tôi không tin đâu. À, nói mà gặp chuyện gì, anh có thể buông tay không quản nè, sao? Nè, tôi chẳng nói như vậy. Sau này chuyện của con cái tôi không can thiệp, đưa chút ý kiến tham khảo, những thứ khác cứ để chúng tự quyết. Anh không quản nữa, vậy tới Bắc Kinh làm gì chứ? Nè, anh cũng tới Bắc Kinh đó, cũng quản bọn chúng. Rồi người ta có sống theo cách của anh hay không đây? Ừ, nói cũng phải. Vậy cho nên anh phải sống cởi mở với con cái. Giờ người ta là người lớn rồi, có suy nghĩ của riêng mình, có phán đoán của riêng mình, không thể thuận theo tánh anh hoài được. Anh có biết nước ngoài gọi là gì không? Gọi là không gian riêng tư, không được xâm phạm. Anh đó à. Ừ, đừng có lấy người nước ngoài ra hù dọa tôi. Ê, tôi không lấy họ để hù anh. Làm ba, quản con gái của mình lúc nào cũng là chuyện hiển nhiên thôi mà, sao lại gọi là chiếm dụng không gian riêng của chúng chứ? Ê, tôi không cãi với anh ha. Lúc chúng ta còn nhỏ cũng chịu nghe theo ba mẹ. Anh nghe tin tức nói không? Mỗi một thế hệ đều mong nhận được sự công nhận và tôn trọng của bề trên. Với họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là một người lạ ở trên đường, chúng ta đều có thể khách sáo. Thì tại sao chúng ta không thể tôn trọng những đứa con thân yêu của chúng ta? Đây là tin tức ở kênh nào vậy hả? Ờ thì đây là Thời Sự. Anh không cần biết kênh nào, tên trang tin này cũng lạ lắm. Nè, ăn cơm đi. Thì coi như là ăn rồi đi, nhưng mà cũng có thể ăn thêm. Thấy đồ ăn ngon đúng không? Ừ. Ăn chậm chậm thôi. Con làm sao vậy? Con nói là ăn rồi, sao cứ như bị bỏ đói mấy ngày vậy? Thì con với ba ăn toàn đồ chay, càng ăn càng đói. Đồ chay? Dạ. Dạo này á, ba toàn ăn chay không à, mẹ không biết hả? Ba con đâu? Con cũng đâu biết đâu. Bản hợp đồng hôm qua anh đã coi rồi đúng không? À, đã coi rồi, rất là tốt. Sản phẩm này thì anh yên tâm, chắc chắn là mẫu sản phẩm dưỡng lão tốt nhất thị trường hiện nay rồi. Lợi tức đầu tư vô cùng khả quan. Vậy anh coi trước. Nếu như mà thuận tiện thì buổi chiều tôi tới công ty gặp anh một chút, rồi anh sẽ ký hợp đồng chính thức luôn nha. Được rồi, cô tới đi. Cảm ơn anh. Tin. Hả? Đợi chút. Ê, nói chuyện với ba đi. Dạ. Ừ. Ba nói đi. Ba cũng nghĩ rồi, con cháu có phúc của con cháu. Ngày trước đã can thiệp quá nhiều vô chuyện các con, ba tin con có thể xử lý tốt chuyện với Nghiêm Nghiêm. Ừ. Hôm qua ba còn tới bàn bạc với chú Kiến Quốc, sau này ba chỉ góp ý không quyết định, giúp đỡ không phiền phức, là một người ba tốt trong lòng các con. Nói cứ như đài phát thanh vậy. Ngày trước ba cứ muốn quyết định tương lai cho các con, xem ra đúng là sai thiệt. Tự quyết định đi. Ba yên tâm đi. Thật ra mấy ngày nay con cũng nghĩ rất nhiều, không phải ai nợ ai hết. Con rất ngưỡng mộ tình bạn lâu năm của ba và hai chú, rất đáng quý. Tình bạn của con và hai người họ cũng là mối duyên phận vô cùng hiếm có, không thể dễ dàng từ bỏ. Ừ. Được. Con sẽ xử lý tốt mà. Tranh thủ thời gian, đừng ngầm lâu quá. Dạ ba. Được rồi, vậy ngày mai ba sẽ về, về với mẹ con. Ba người các con ở đây yên ổn sống qua ngày. Bán bảo hiểm thì phải yên ổn mà, trong lòng con yên ổn mới làm người khác thấy an tâm. Dạ. Giờ con cảm thấy con không còn quán lẩu nữa, nhưng vẫn phải nhìn về phía trước. Tiền vẫn phải để dành, cùng lắm thì làm bảo hiểm toàn thời gian thôi. Ai nói phụ nữ 40 tuổi không thể bắt đầu lại chứ? Không có sự bắt đầu nào đều là muộn màng, chỉ cần mình có lòng thôi. Con luôn tin rằng con không những có thể là một tiếp viên hàng không tốt, đồng thời chuyện bán bảo hiểm con cũng có thể làm được. Nhân viên nghiệp vụ xuất sắc. Ba cũng làm ông ba vàng của con. Nhưng mẹ con á, e cả đời này chỉ có thể làm bà mẹ bạc thôi. Con là con gái đồng. Con cũng là vàng. Con à, chúng ta đồng quán quân, chỉ có mẹ con chiếm ngôi áo quân thôi. Mẹ bà biết chắc tức chết luôn.